Rồi cái moon A ở phía bên ngoài, thì nó hai cái lực hút về phía bên phải, đúng rồi. Lực hút của trái đất mình giả sử nó lớn hơn, thường thì nó sẽ lớn hơn, trừ trường hợp là ví dụ hai mặt trăng ở quá gần nhau ha. Rồi cái moon B balance hả? Cái moon B này con vẽ nó sai ấy, chưa đúng ấy. Tại vì mặt trăng nó đang xoay xung quanh trái đất cho nên lực hút của trái đất nó phải lớn hơn, tức là cái force về bên phải nó phải lớn hơn force bên trái, chứ con vẽ nó bằng nhau á thì cái mặt trăng này nó sẽ bay đường thẳng nhưng nó không bay vòng tròn được ha. Bên phải này phải lớn hơn này, vector. Bên phải này lớn hơn, bên bên trái này vẽ cố tình vẽ nhỏ lại nhé. F planet greater than F of the moon B. Đó. Thì nó mới tạo thành một cái net force là centripetal force, thì nó mới thành là circular motion. Còn mà hai cái force bằng nhau nó cancel nhau là mặt trăng nó bay thẳng luôn, bay mắt luôn á. Và khi mà con vẽ hai cái diagram này thì cái mặt trăng B ở phía trong ấy nó gần trái đất hơn thì cái force mình cố tình vẽ lớn hơn nha. Còn cái A nó ở xa hơn này thì cái hình đầu tiên này con nên lưu ý là vẽ cho nó ngắn lại. Ví dụ như cái force của planet ngắn lại một xíu. FB, F của planet, F planet on A này ha. Còn cái này là F planet on B này. Đó. Rồi cái force của cái moon kia thì nó lớn hơn kiểu như là thôi được rồi, không 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 phải lớn hơn kiểu. Đấy, đó, F của cái moon B. Đó. Thì mình cố tình vẽ cái này cho nó nhỏ hơn là cái force lên trên cái moon nó gần hơn nha. Planet on the moon B. Đó. Mình biết về direction nhưng mà còn chưa có chính xác về magnitude ha. Consider the net gravitational force exerted on each moon due to the planet and other moon. Justify why the magnitude of the net force exerted on the moon A could be larger than the magnitude of the net force exerted on the moon B. The net force on the moon A could be larger than the magnitude of the net force exerted on the moon B. The same direction, so they added together. Đúng rồi. However, the moon B forces apply in opposite directions than the S, huh? And so they subtracted from each other. Không nên ghi subtracted, mà đây partly cancel out, huh? Partly cancel each other out. Cancel each other. Dùng từ nó mang tính physics hơn là mathematics ha. Partly cancel each other out. Có đáp án rồi nè. AP Physics 1. Câu này mình chưa làm xong đúng không? Ta chưa thấy cái hình. Opposite direction and the magnitude to be subtracted. Ok, người ta dùng theo kiểu toán học. Không sao. Ok. Rồi, mình làm tiếp nhé. Dạ Derive đi, function. phía dưới con cũng làm rồi, con gửi hình rồi á thầy. Chắc thầy không thấy, con check lại cái hình trên Skype ấy. Hình như mình gửi nó bị thiếu hay nó bị lỗi, nó không qua. À khoan khoan. À do cái hình màu đen thì tưởng hình màu đen là hình hôm trước. Sao mình dùng cái gì mà nó có cái quảng cáo này bên gì? À cái này cái lịch phải không? Thể dục thiền. Ồ tập thiền luôn. Ngày xưa thầy từng thử tập thiền nhưng mà thầy không quen, không có kiểu không hợp với cái đó. Tại vì ngồi nhiều rồi. À, dạy online nhiều cho nên là vận động gì đó kiểu như vận động thể dục thể thao chạy bộ rồi này nọ hoạt động tay chân nó sẽ tốt hơn là chỉ ngồi một chỗ và thiền ha. Ủa sao cái này là số 5? Depends Dạ, cái đó là bài trước rồi. on Dạ, còn cái bài mình bắt đầu hôm nay là từ cô B đó à. thầy. À, không. Dạ đó. Dạ đúng. Not considering the direction, the force, the magnitude of the net force on the moon B could be larger because the moon B is closer to the planet, đúng. Leading to a greater gravitational force on the moon B. The distance and the force have inverse relationship. Thực ra là square của distance nhé. À, Dạ. con không cần nói cái câu ở trong ngoặc cũng được. Nhưng mà nếu như muốn nói chính xác thì phải là square distance. The force is inversely proportional with the square the distance. Means half the distance, four times greater the force. Mình nói không có cái square thì nó không đúng á. Về mặt cái lô ông Newton nó phát minh ra ha, nên là mình rút kinh nghiệm tương tự như vậy cho những cái sau này khi mà con chú ý một cái equation, một cái function nào đó nó thể hiện relationship giữa hai thứ sau này mình học, à không, AP1 thì không học electricity,
nhưng mà ta nói sơ lược một xíu thì cái electric force giữa hai cái charge nó cũng theo một cái quy luật gần như là tương tự với gravitational force, nó là một cái constant nhân với lại cái charge của hai cái object và chia cho square của distance, thì nó cũng có square này, nó cũng na ná với lại là gravitational force là gravitational constant g ha, nhân với mass của hai object và chia cho square của distance. Đó, nó có cái square đây. Cái này là Coulomb's Law hả thầy? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao mình biết cái đó này? Ở trên trường có học cái Dạ, con học ở AB Ừ. Rồi, câu C. Next four exist on the moon B. The right expression for both. Viết ra cái biểu thức. Moon A thì nó hai cái nó cộng lại. Đúng rồi, good. RA trừ RB. Radius của A sẽ hơn đúng không? Trừ ra tức là distance giữa hai cái moon. Ok, good. Ủa hai moon này mass bằng nhau hả? Dạ đúng. Trường hợp moon mà identical thế này chỉ có tưởng tượng thôi ha. Thực tế không đời nào identical được. Rồi, moon B, planet, mass của planet moon nhân với lại là square distance đúng. Có phải trừ ra chứ, hai cái force nó ngược chiều mà. À dạ đúng rồi. B, moon B, RE trừ RB. Cái force mà hai cái moon nó tác động nhau thì nó yếu hơn cái force của planet ha. Cho nên là chỗ này mình sửa lại là dấu trừ, chỗ này là được. Đáp án. Ủa thầy ơi, nhưng mà như đó thì cái FB Planet cũng trừ FBA luôn chứ không thầy? Tại vì trên cái diagram lúc nãy thầy chỉnh lại này, sửa lại này, thì cái force của cái moon A thì nó nhỏ hơn force của planet này. Còn cái force, còn trong trường hợp đằng trước trên moon A thì hai force cùng chiều là mình cộng lại là đúng rồi. Phía trên này moon A là cộng lại là đúng rồi nha. Đó. Bên dưới này F của planet trừ đi, cái này nhỏ hơn và cái này nó ngược chiều ha, nó hướng ra ngoài, còn cái hướng qua bên trái, còn force của planet thì hướng sang bên phải. Dấu trừ chỗ này này, đối dấu cộng là dấu trừ là được. Đây, đó. Và con có thể đặt cái những cái phần nào giống nhau, chỉ có duy nhất là hai thứ giống nhau là G với M, M của Moon ấy. Không sao, không đặt cũng được, để thế này cũng được. Rồi. Xong bài này ha. Chắc là mình cứ tiếp tục củng cố thêm, làm thêm một số bài bên dưới này chưa hả? Câu D. Một số bài past paper nữa ha. Đó. Làm luôn tới 2018 17 đó chẳng hạn thế. The expression in passage support your reasoning in part B1. Tất nhiên yes, chọn trả lời yes là tại vì theo cái formula này thì hai cái moon A này hai cái force cộng với nhau thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn là từ từ đã RA xe hơn mà. Xe hơn nhưng không sao, nói chung là cộng lại. Lớn hơn hay nhỏ hơn nó không quá quan trọng là direction của nó. Và tại vì mình cũng không biết về cái distance chính xác nó là bao nhiêu, cho nên là cũng không khẳng định được là cái force nào lớn hơn ha. Cái này là mình chỉ vẽ tượng trưng thôi. Mình phải biết distance giữa các cái moon, giữa các moon này với planet là bao nhiêu thì mình mới khẳng định được là cái force lên trên moon nào lớn hơn. Nhưng mà nói thêm một xíu về circular motion, mai mốt mình sẽ học tiếp topic đó ha. Là còn sẽ có centripetal force FC thì bằng MV bình chia R. Ngoài ra còn formula nữa, radius ha. M omega bình chia cho nhân với R, mà omega này thì bằng 2π chia cho t đó, cho nên khi con square lên thì mình sẽ có là 4π bình M chia cho nhân với R chia t bình ha, chia t bình. Cho nên là con phải biết được period của các cái moon này thì mình mới biết được là cái force nào lớn hơn. Dạ ok. Từ từ, period và radius quan hệ hai thứ. Có một số bài sau này mình sẽ gặp thêm một số thứ nữa gọi là Kepler's law, tại vì đang học về circular motion nên nói luôn Kepler's law. Nó không viết trong formula sheet đâu mà là mình sẽ suy luận ra từ cái Newton's law á, là cái tỷ số giữa square của period và cube của radius thì nó sẽ là một cái constant cho một cái system. Ví dụ như tất cả các planet trong mặt trời xoay xung quanh mặt trời
thì bình phương của chu kỳ xoay xung của một cái planet xung quanh mặt trời chia cho lập phương quỹ đạo, bán kính quỹ đạo thì sẽ luôn luôn bằng nhau cho tất cả 8 cái planet trong hệ mặt trời ha. Hoặc là ví dụ như là sao Thổ nó có tới mười mấy cái mặt trăng hay là hàng chục cái mặt trăng gì đó, thì cái tỷ số của T-square và O-kíp này cũng luôn luôn là constant, chứ miễn là tất cả các satellite đó nó đang xoay xung quanh một cái object ha. Một object at the center of the orbit. Để thử coi Saturn nó có bao nhiêu mặt trăng. How many moons does Saturn have? Hay là 146 cái. Chưa kể cái vành đai thiên thạch xung xung quanh nó nhé. Nói vui một xíu, cái vành đai thiên thạch này người ta vẽ tượng trưng như thế này. Mình có cảm giác rằng nó rất là nhỏ và rất là gần với Saturn, nhưng mà đây chỉ là tượng trưng thôi. Thực tế là nó cực kỳ xa. Và cái khoảng bề rộng của cái vành đai thiên thạch này nó rộng đến hàng trăm triệu km đó hả? Khủng khiếp lắm. Ok. Và do đó cho nên khoảng cách giữa các thiên thạch cũng rất là xa nhau cho nên tàu vũ trụ đi vào không sợ bị đụng, nó khó đụng lắm. Còn này là người ta vẽ tượng trưng nhìn nó đẹp đẹp vậy thôi ha. Saturn, Jupiter. Năm trước có một cái vệ tinh của NASA gửi tới Saturn. Tên gọi nó là gì? Cassini hả? Moon of Jupiter, 95 mặt trăng. Đó, thì cái ratio này nó sẽ là constant. Và để chứng minh cái này thì người ta có một cách đơn giản là dùng Newton second law ha. Sorry. Dùng dùng Newton's gravitational law, tức là cái lực hấp dẫn, lực hút giữa một cái planet và một cái moon, hoặc là giữa một cái mặt trời và một cái planet là G này, mass của cái mặt trời này ha, mass của planet này chia cho bình phương cái distance giữa mặt trời và planet. Planet đó ví dụ giữa trên mặt trời và trái đất là 1 tỷ 500 triệu km ha. Thì cái force này nó là centripetal force, thì formula của mình là 4 pi 4 pi t bình, từ 4 pi m r chia cho t bình. Formula phía trên này tại vừa mới viết này ha. Đấy. Hai này cho hai này bằng nhau thì con sẽ simplify được m này. R nhân lên nhé. Gm bằng chia cho 4 pi luôn, số này chỗ này 4 pi bình. 4 pi bình sẽ bằng gì? R mũ 3 chia t bình này con. Đấy. Thì R mũ 3 chia t bình nó chính là nghịch đảo của cái này. Cho nên là mình viết một equation tương đương là t bình chia cho R mũ 3 thì nó bằng nghịch đảo kia là 4 pi bình chia g. Đó, thì cái này chính là constant này ha. Dạ, rồi. Trong các sách thì sẽ có những bài ví dụ người ta bảo mình phải chứng minh Kepler's law kiểu thế này. Thậm chí là past paper cũng có nêm người ta ra, nhưng mà hiếm hiếm ra kiểu bài này lắm ha. Hiếm ra nhưng mà cũng phải đề phòng đó. Đây là một ví dụ để sau này mình học cái topic về circular motion thì có thể nó còn sẽ có cái bài liên quan về satellite, chuyển động của các cái vệ tinh xung quanh trái đất, kể cả cái vệ tinh nhân tạo con người phóng lên hàng nghìn cái vệ tinh ở trên quỹ đạo trái đất cũng vậy ha. Xung quanh trái đất thì cái tỷ số t bình chia r mũ 3 này nó vẫn là constant đó, vẫn là con số này đó, 4 pi bình chia g. Quan trọng là period này là bao nhiêu. Ví dụ một cái vệ tinh mà mất 24 giờ bay xung quanh trái đất, distance của nó là 36.000 km từ mặt đất chẳng hạn, thì cái ratio này nó sẽ luôn luôn là như thế này ha. Đây là một cái quy luật gọi là Kepler's law, được tạo thành nhờ cái việc là ông Kepler này ông dùng toán học, ông phân tích một cái hệ thống dữ liệu khổng lồ mà người ta quan sát suốt hàng trăm năm của các nhà thiên văn học trước đó ha. Ông kế thừa cái thành tựu của họ và bản thân ông quan sát thêm nữa, ông cũng là một người phát minh một kính thiên văn nha. Và ông tự ông khám phá ra một số cái mặt trăng mới của Jupiter. 15 năm ông nghiên cứu ông mới ra được cái này đó. Ủa thầy ơi, nhưng mà dạ cái đó, nhưng mà cái nó chỉ là constant với lại mỗi cái dạ giống như là Tất cả mỗi các satellite cái xung quanh một cái planet hoặc là tất cả các cái sun, các planet xung quanh mặt trời thì con thấy này đó, thầy lấy ví dụ lại nhé. Cái period của trái đất xung quanh mặt trời là 365 ngày, đổi nó sang second nhé. Rồi cái radius của distance từ trái đất đến mặt trời đến tâm mặt trời là 1.500.000 km đó, thì cái tỷ số này sẽ bằng với lại là tỷ số period của sao Hỏa 425 ngày chẳng hạn thế. Rồi radius của nó là bao nhiêu, mình có thể lấy một cái table về Kepler's law
nó cái này gọi là thớt lô, lô Planet Solar System. Ta đang kiếm một cái trang web nó chứng minh luôn hết toàn bộ cái đó, và nó cũng đúng đối với các cái satellite, ví dụ như chính là mặt trăng của sao Mộc bay xung quanh sao Mộc nhé, hoặc là tất cả hàng nghìn cái satellite của con người đang bay xung quanh trái đất. Keep up semi-major exit, mũ ba của bán kính quỹ đạo này, và bình phương square of orbital period, bình phương chu kỳ chuyển động quay đó, thì ratio này của các cái planet nó tạo thành một straight line. Cái straight line nó chính là cái slope của cái graph này đó con. Từ để bật cái này lên. Tại vì mình có cái horizontal exit này là gì? Là T bình. Vertical exit là A mũ 3. Thì từ equation chỗ này này, con sẽ viết lại là A mũ 3 bằng GM chia cho 4π bình nhân với T bình ha. Ok. Thì cái T bình này con xem như là x, còn A mũ 3 này xem như là y. Thì cái GM đến 4π bình này đó là M, M này chính là cái slope. Thì người ta tính toán là người ta thấy cái rõ ràng là nó là slope này là constant ha. Ok. Rồi, ở cái câu D ở chỗ này người ta nói là cái gravitational force, hai cái biểu thức mình viết ở câu C phía trên này nó có phù hợp với lại cái nhận định của mình ở câu C hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Yes. Giải thích bởi vì là sum của hai cái đó lại thì từ đại distance lúc nãy thầy nói là distance không biết cho nên là tăng ra chưa biết force nào lớn hơn ha. Nhưng mà nếu như dùng cái formula này, đây. Radius lớn hơn, cái mặt trăng A nó nằm xa hơn mặt trăng B ha. Nằm xa hơn thì để cái ratio này constant thì period nó phải lớn hơn. Period lớn hơn tức là nó mất lâu hơn, mất nhiều thời gian hơn để bay xung quanh cái planet đó ha. Hay là ví dụ như là sao Hỏa nó nằm xa mặt trời hơn trái đất của mình, cho nên cái period của nó sẽ lâu hơn trái đất, lâu lâu hơn là 365 ngày ha. Hiểu không? Period of mass around the sun 687 ngày. Ok. Tức là cái moon A của mình ở trên cái bài này nó phải có một cái period lớn hơn, thời gian xoay xung quanh planet lớn hơn. Và radius, nếu mình dùng cái formula chỗ này, radius mình chưa biết, cái force thì tức là mình vẫn chưa so sánh được cái force, nhưng mà người câu hỏi có phải là so sánh không? Hoặc là câu hỏi là gì? Câu C này. Derive expression. Câu C này báo là mình viết ra cái phương trình của cái gravitational force lên trên mỗi cái moon, người ta không có nói so sánh nha. Người ta hoàn toàn không bảo mình so sánh hai cái force này, cho mình cứ không cần so sánh. Đó, thì mình nói là agree thôi, tại vì một cái biểu thức của cái moon A là hai cái force cộng vào nhau, còn trên moon B thì hai cái force trừ nhau ha. Cho nên là câu D hoàn toàn trả lời được nhé. Không cần so sánh hai cái force đó nha. Tại vì mình so sánh không được, người ta không cho chính xác là con số cụ thể là R là bao nhiêu, T là bao nhiêu. Ok. Không so sánh được. Đáp án addressing the function dependence expressed in the equation from part C. Yes, câu trả lời là yes này. The net force on the moon A, both forces terms have the same sign, so they add. Why for the net force on the moon B, the two terms have opposite signs, so they have a cancelling effect. Đó. Là né cái câu trước đó mình đã trả lời ha.